Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, đoàn xe chở các đại sứ tại Pakistan, trong đó có đại sứ Nga Albert Khorev đã bị tấn công trong một vụ nổ. Theo đài RT ngày 22 tháng 9, thông tin do phái đoàn của Nga ở Pakistan đưa ra trong một thông báo. Cụ thể, vụ việc xảy ra khi đại sứ Khorev đang di chuyển cùng đoàn đại biểu, gồm các đại sứ của nhiều quốc gia khác. Đoàn đại biểu này đã tham dự một diễn đàn du lịch do Phòng Thương mại và Công nghiệp Islamabad tổ chức. Theo Đại sứ quán Nga tại Pakistan, một số cảnh sát đã bị thương trong vụ nổ sau khi xe hộ tống trúng phải mìn. Tuy nhiên, không có nhà ngoại giao nào bị thương. Các nhà chức trách Pakistan đã thừa nhận sự việc và xác nhận rằng tất cả thành viên trong đoàn đã được sơ tán, an toàn khỏi hiện trường vụ nổ. Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát Mohammad Ali Gandapur nói với hãng tin Reuters, tất cả các đại sứ đều an toàn trong vụ tấn công và đã được di chuyển đến nơi an toàn trước khi rời đến Islamabad. Một cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ nổ và 4 người bị thương. Cảnh sát huyện Swat, ông Sahidullah Khan cho biết, chiếc xe của cảnh sát dẫn đầu đoàn đã bị trúng mìn gài bên đường. Theo cảnh sát địa phương, đoàn ngoại giao đang đến thăm khu vực theo lời mời của Phòng Thương mại địa phương. Hiện chưa có tổ chức cá nhân nào thừa nhận đã gây ra vụ đánh bom nói trên. Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif đã lên án vụ tấn công. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan nói, những hành động như vậy sẽ không làm giảm cam kết của Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố. Theo hãng tin Reuters, lực lượng chống khủng bố Pakistan hiện diện nhiều tại khu vực thung lũng Swat, nơi từ lâu đã là điểm nóng nổi dậy của các tay súng Hồi giáo. Các tay súng đã gia tăng tấn công kể từ cuối năm 2022 sau khi phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ. Vào năm 2012, các tay súng Hồi giáo đã bắn và làm bị thương Malala Yousafzai, người đoạt giải Nobel Hòa bình tại thung lũng này. Binh lính và cảnh sát đã phong tỏa khu vực sau vụ nổ và bắt đầu cuộc truy quét. Theo một quan chức an ninh cấp cao, lệnh giới nghiêm đã được ban hành trong khu vực. Cục truyền thông của Bộ Tư lệnh Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine cho biết vào ngày 23 tháng 9, các đơn vị của Lữ đoàn Dù 95 đã phá vỡ một trong những đoạn biên giới với Nga. Đây là chiến dịch thành công thứ hai trong việc phá vỡ biên giới Nga kể từ khi bắt đầu hoạt động tại khu vực Kursk. Các chiến binh đã chia sẻ video về việc tạo lối đi trong các rào chắn kỹ thuật, sự xâm nhập của các đơn vị đổ bộ đường không vào lãnh thổ của đối phương và những trận đánh đầu tiên tại khu vực biên giới, nơi các tay lái xe tăng của lực lượng đổ bộ đường không phá hủy điểm chốt của đối phương. Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm nhập vào Kursk, lực lượng Ukraine liên tiếp mở các cuộc tấn công xuyên biên giới nhưng không thường xuyên đạt được thành công. Theo báo cáo, lực lượng Nga được giao nhiệm vụ đẩy lui quân đội Ukraine khỏi khu vực Kursk vào giữa tháng 10 hoặc trong vòng chưa đầy một tháng. Họ cũng được yêu cầu thiết lập một vùng đệm vào khu vực biên giới Ukraine ở đông bắc Ukraine vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, quân đội Nga rất khó có thể đạt được kết quả này chỉ trong vòng một thời gian ngắn như vậy. Thống đốc tỉnh Krasnodar tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương sau cuộc tấn công bằng phương tiện máy bay không người lái của Ukraine mà Kiev cho biết đã đánh trúng một kho vũ khí. Theo AFP ngày 21 tháng 9, Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp địa phương ở thành phố Tikhretsk, phía nam tỉnh Krasnodar sau khi ra lệnh sơ tán các cuộc tấn công bằng phương tiện máy bay không người lái của Ukraine mà Kiev được cho là đã đánh trúng một kho vũ khí. Trên mạng truyền thông, thống đốc tỉnh Krasnodar Veniamin Kondrayev tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương đã được ban bố để tổ chức hỗ trợ cho người dân và giải quyết kịp thời mọi vấn đề liên quan đến vụ việc. Trước đó cùng ngày, quân đội Ukraine đã tuyên bố họ đã tấn công hai kho quân sự bên trong lãnh thổ Nga ở khu vực Tây Tver và phía nam của Krasnodar. Tuyên bố của quân đội Ukraine nêu rõ, lực lượng quốc phòng Ukraine đã tấn công hai kho vũ khí quân sự của lực lượng vũ trang Nga. Cụ thể, lực lượng Kiev đã tấn công một cơ sở tại thành phố Tikhoretsk ở phía nam Krasnodar và một cơ sở gần làng Otyabrsky ở thành phố Tver. Tuyên bố còn nhấn mạnh, các nhiệm vụ đã được hoàn thành. Ukraine đang chớp thời cơ tấn công sâu hơn vào thành Kursk nhằm giành thêm nhiều khu vực khác. Quân đội Nga đã phản công quyết liệt nhưng thông tin tình báo nguồn mở cho thấy Ukraine có đủ nhân lực, khả năng kỹ thuật và hỗ trợ hậu cần để đối phó. Xung đột Nga-Ukraine đang tiến gần đến mùa đông thứ ba mà không có dấu hiệu lắng dịu, sau khi Ukraine điều động hàng nghìn binh sĩ và hàng trăm xe bọc thép phát động chiến dịch đột kích lớn chưa từng có vào tỉnh Kursk của Nga.
Moscow đã thực hiện một cuộc phản công lớn để đẩy lùi đối phương. Ukraine chớp thời cơ, thọc sâu vào Kursk. Hiện tại, Ukraine đã chiếm được hơn 100 khu định cư, kiểm soát được nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga. Quân đội Nga phản công quyết liệt, nhưng thông tin tình báo nguồn mở cho thấy Ukraine có đủ nhân lực, khả năng kỹ thuật và hỗ trợ hậu cần để duy trì kiểm soát của nước này. Mamuka Mamulashvili, chỉ huy của quân đoàn Georgia tham chiến tại Ukraine cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc trên lãnh thổ Nga nếu chiến dịch xâm nhập của Ukraine ở Kursk thành công. Nó có thể định hình lại sâu sắc tiến trình của cuộc xung đột. Tổng thống Zelensky cho biết các lực lượng nước này đã kiểm soát được 1.300 km2 lãnh thổ Nga. Họ cũng đã thành lập một văn phòng chỉ huy quân sự ở khu vực vừa chiếm được. Theo ước tính, con số này gấp gần 3 lần diện tích lãnh thổ mà Kiev giành lại được từ Nga trong cuộc phản công kéo dài 3 tháng vào mùa hè năm 2024. Theo ông Zelensky, lực lượng Ukraine đang tiến xa hơn 1-2 km dọc theo tiền tuyến mới. Giới phân tích cho rằng, quyết định của Ukraine tấn công Kursk dường như đã được tính toán kỹ lưỡng. Khu vực này có giá trị lịch sử, chiến lược và hậu cần quan trọng đối với cả hai quốc gia. Các tuyến giao thông tại Kursk là trung tâm hậu cần quan trọng của Nga. Những xa lộ và tuyến đường sắt chính đi qua khu vực này giúp Moscow vận chuyển quân sự và vật tư từ Nga và Belarus đến tiền tuyến ở Ukraine. Trung tâm đường sắt Kursk kết nối miền Trung nước Nga với các khu vực phía Tây Nam gần Ukraine. Nếu Ukraine kiểm soát được hoàn toàn các tuyến đường huyết mạch trên, thì điều này sẽ làm gián đoạn đáng kể khả năng duy trì các hoạt động quân sự của Nga. Theo kênh truyền hình CNN của Mỹ, Lầu Năm Góc không có đủ vũ khí dự trữ để đáp ứng nhu cầu của Ukraine. Theo kênh truyền hình CNN trích dẫn lời hai quan chức Mỹ nắm rõ vấn đề này rằng tình trạng thiếu hụt vũ khí dự trữ có thể sẽ buộc Washington phải hoãn các chuyến hàng viện trợ quân sự đã hứa cho Ukraine. Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang yêu cầu các nhà tài trợ nước ngoài đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí và dỡ bỏ các hạn chế còn lại đối với việc sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Theo Lầu Năm Góc, Mỹ còn 5,9 tỷ đô la trong cơ chế đặc biệt do Quốc hội phê duyệt BDA nhằm mục đích đẩy nhanh viện trợ cho Kiev. Tuy nhiên, kênh truyền hình CNN cho biết các gói viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã ngày càng nhỏ hơn khi kho vũ khí cạn kiệt. Đây hiện có sẽ hết hạn trong vòng 2 tuần tới vì Hạ viện đã không thông qua được việc gia hạn vào thứ Tư. Nhà Trắng có thể buộc phải thay đổi cách tiếp cận của mình. Công bố các gói viện trợ quân sự lớn sẽ mất nhiều tháng để chuyển giao, trái ngược với các lô hàng nhỏ hơn, kênh này cho biết. Kênh truyền hình CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Washington tin rằng Kiev sẽ cần ít nhất nửa tỷ PDA mỗi tháng trong suốt năm tài chính 2025. Tuần trước, tờ Wall Street Journal đưa tin các quan chức phương Tây đã cảnh báo Kiev rằng một chiến thắng hoàn toàn của Ukraine sẽ đòi hỏi nguồn lực khổng lồ mà cả Mỹ và châu Âu đều không thể cung cấp. Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng mới của mình với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tuần tới. Ông Zelensky nói, sự thành công của kế hoạch sẽ phụ thuộc trực tiếp vào sự chấp thuận và hỗ trợ của Mỹ. Các chỉ huy và chính trị gia Ukraine đã nhiều lần đổ lỗi cho sự chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí đã gây ra tổn thất trên chiến trường và không thể ngăn chặn được bước tiến của Nga. Trong khi đó, Nga đã cảnh báo rằng không có khoản viện trợ nào của phương Tây có thể ngăn cản quân đội nước này đạt được mục tiêu của hoạt động quân sự hoặc thay đổi kết quả cuối cùng của cuộc xung đột. Trong diễn biến khác, Nga cũng đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ đối với phương Tây và Ukraine về những hậu quả thảm khốc nếu có bất kỳ hành động khiêu khích nào nhằm vào Belarus. Lời tuyên bố này được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra ngày 20 tháng 9 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại biên giới Belarus, đặc biệt là do sự hiện diện và hoạt động quân sự của NATO trong khu vực. Bà Zakharova nêu rõ, Nga đang đặc biệt quan ngại về các cuộc tập trận quân sự của NATO gần biên giới Belarus và bà không loại trừ khả năng các hành động gia tăng quân sự có thể xảy ra. Theo các thông tin từ Nga, NATO đã tăng cường các hoạt động quân sự gần biên giới Belarus với những cuộc tập trận lớn như Azov Vinkhoz tại Litva vào tháng 8 và các cuộc diễn tập phức hợp mang tên Name 2024 đang diễn ra từ đầu tháng 9 đến tháng 10. Những hoạt động này đã khiến Nga và Belarus đặc biệt cảnh giác khi cả hai nước đều coi đây là hành động khiêu khích từ phía phương Tây. Thêm vào đó, Ba Lan cũng đang tiến hành tăng cường quân sự và huấn luyện chuyên sâu cho quân đội, góp phần đẩy căng thẳng lên mức cao. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh
Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!